Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Hải Channel. Trên tay mình đây là iPad Mini 2. Có lẽ thì nó cũng chỉ là một con iPad bình thường thôi. Nhưng nếu mình nói giá của nó chỉ có 8 cent 8 thì sao? Hấp dẫn chứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào video để tìm hiểu xem nó còn cái gì đặc biệt nhá. Như mình nói ở ban đầu thì đây là chiếc iPad Mini 2, một trong những chiếc iPad Mini thế hệ đầu tới từ nhà Apple rồi. Có lẽ là chiếc máy này thì thực ra là nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên hôm qua khi mình nhận máy và mình kiểm tra giá ở trên trang web của Hoàng Hải Mobile thì giá của nó chỉ là 8 cent 8 mà thôi. Có nghĩa là đổi ra tiền Việt Nam thì nó chỉ khoảng 1,5 triệu. Nó quá rẻ để chúng ta sở hữu được một chiếc máy tính bảng, giải trí, xem phim cũng như là học tập. Và mình thấy là mức giá này gần như chúng ta không có bất kỳ điều gì phải chê về mẫu máy này cả. Đầu tiên nhá, mình sẽ nói về mặt thiết kế. Và ở cái mức giá khoảng 1 triệu này, nếu như chúng ta mua các cái máy khác thì thường là thiết kế nó rất là ọp ẹp, nó chỉ là nhựa mà thôi. Tuy nhiên đối với chiếc iPad Mini 2 thì đây là một thiết kế nhôm màu trắng rất đẹp. Cái phiên bản mình có trên tay là màu bạc này, các bạn có thể nhìn đằng sau màu bạc. Các góc cạnh được bo cong, có cắt cả CNC để tạo ra đường bóng có thể nói là rất là sang trọng. Đằng trước thì chúng ta có một cái mặt màn hình màu trắng, cũng là màu trắng, nhìn cực kỳ là đẹp đẽ và sang trọng. Bên dưới thì chúng ta có nút home. Cái mình thích ở đây là tới tận năm nay rồi, năm 2022 rồi, nhưng mình thấy là cái thiết kế này nó không có cái gì nó gọi là lỗi thời cả. Nhìn nó vẫn rất là đẹp. Mình rất là thích cái mặt trước của chiếc máy này. Gần như là cạnh của nó thì có vẻ như hơi dày một tí, nhưng nó sẽ khiến cho chúng ta thoải mái hơn khi mà chúng ta thao tác cũng như là di chuyển trên màn hình. Và tiện để nói về màn hình thì phải nói đây vẫn là một trong những cái màn hình quá đẹp. Mình nghĩ là bây giờ các bạn mua những cái chiếc máy điện thoại Android tầm trung ấy, màn hình nó không đẹp như thế này đâu. Màn hình nó cực kỳ là đẹp đẽ mà. Có thể nói là nếu như các bạn chỉ xem YouTube thông thường thôi thì nó vẫn đáp ứng cho chúng ta cực kỳ là ngon lành. Và cá nhân mình thì chả có bất kỳ điểm gì chê với cái màn hình này cả. Đặc biệt là màu sắc của nó vẫn rất là trong. Và khi chúng ta xem video thì vẫn thấy được các màu sắc cực kỳ là nổi bật. Quá ngon lành luôn. Và điểm tiếp theo mình sẽ đánh giá cho các bạn đó là về mặt camera. Camera của chiếc máy này thì thực ra là thông số ấy, nó không phải là quá tốt. Bởi vì là chiếc máy này nó ra cũng lâu rồi. Và camera của nó thì camera trước chỉ là 1,2 megapixel mà thôi. Cái mình hơi tiếc đấy chính là khi mà chúng ta vào cài đặt của camera ấy, thì camera này nó không có chế độ là đối xứng camera trước. Nên là khi chụp thì mặt của người sẽ hơi bị lệch và nhìn nó không được tự nhiên cho lắm. Nhưng đối với mình thì đây cũng không phải là vấn đề. Bởi vì là đối tượng người mua của những chiếc máy này này, bây giờ mình nghĩ là phần lớn sẽ là phụ huynh, ông bà, bố mẹ chúng ta. Chỉ cần một chiếc máy để có thể là đọc báo này, hay là chỉ đơn giản là xem những video YouTube mà thôi, thì mình thấy chiếc máy này vẫn quá là ngon lành, chả có gì để chê cả. Camera trước này thì nó vẫn đủ đáp ứng cho các bạn để có thể gọi Zalo về cho người thân, bạn bè, gia đình, hay là gọi video call bằng FaceTime, nó vẫn đáp ứng cực kỳ là tốt. Chỉ có điều là video đằng sau của nó thì hơi tệ thôi. Video camera sau ấy thì chụp trong điều kiện đủ sáng thì các bạn sẽ thấy là nó khá là vừa phải, khá là ổn. Tuy nhiên chỉ cần ánh sáng yếu một tí thôi, các bạn có thể nhìn thấy cái bức ảnh mình chụp ở đây thôi, là ánh sáng nó không kiểm soát tốt nữa và lúc đấy thì noise hiện trên ảnh rất là nhiều. Và mình nghĩ là với một chiếc máy có tuổi đời khá cao như chiếc máy này, nó cũng phải gần 10 năm rồi, 10 năm tuổi rồi mà những cái thứ nó đem lại cho mình như thế này, mình đánh giá vẫn là rất ổn. Cái màn hình này thực sự là từ 10 năm trước Apple đã phát triển ra một cái màn hình quá đẹp. Bây giờ nhìn lại vẫn chả có gì để chê trách cả. Chất lượng tấm nền vẫn cực kỳ là cao cấp. Hơn nữa là camera như thế này mình đánh giá là ngon, không có gì cả. Các bạn vẫn có thể sử dụng được, hoàn toàn là ngon lành. Rồi, vừa rồi là những cái điểm khen và bây giờ thì có lẽ là mình sẽ bắt đầu chê nhá. Đầu tiên thì nó sẽ không được lên phiên bản iOS mới nhất. Tất nhiên rồi, nó ra mắt quá lâu và Apple đã ngừng cập nhật cho những cái phiên bản này. Nên là các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta chỉ có phiên bản iPadOS 12.5 mà thôi. Trong khi đó thì bây giờ phiên bản mới nhất là 16.1 rồi. Nên là các tính năng mới thì nó không có nữa. Cũng như là về cái giao diện thì các bạn có thể thấy là nhìn nó cũng hơi cũ so với những cái phiên bản iPadOS hiện tại. Về cái điểm yếu thứ hai, rõ ràng là về mặt cấu hình. Chiếc máy này thì chỉ sở hữu con chip Apple A7 mà thôi. Nó khá là lâu đời rồi, đi kèm với nhân đồ họa là PowerVR. Đây là một cái nhân đồ họa thế hệ cũ mà nó không được hiện đại như những cái nhân đồ họa hiện tại đến từ nhà Apple. Và cái nhân đồ họa này thì thực sự là ở thời điểm hiện tại mình thấy là dùng nó khá là nóng. Chiếc máy này thì nó chỉ phù hợp cho những cái bạn nào mà dùng tác vụ rất cơ bản mà thôi, như là gọi điện này, gọi video call này, nhắn tin này, hay là lướt web. Nó chỉ làm được đến những cái tác dụng như vậy mà thôi, chứ các bạn không thể nào mà giải trí, chơi game, hay thậm chí là các bạn dùng những cái ứng dụng camera filter đẹp đẽ trên mẫu máy này nữa rồi. Nó không thể nào đáp ứng được cho chúng ta nữa. Và với một cái cấu hình nó yếu như vậy thì mình nghĩ là lại một lần nữa phải nhắc lại là nó chỉ phù hợp cho những đối tượng như phụ huynh, ông bà, bố mẹ chúng ta mà thôi. Những người mà chỉ sử dụng những cái ứng dụng cơ bản nhất trên một mẫu máy tính bảng.
Và cái điểm yếu thứ ba cũng là điểm yếu cuối cùng của mẫu máy này, đấy là về phần pin. Là một cái mẫu máy đã cũ rồi nên là pin của chiếc máy này thì không còn quá tốt nữa. Rất may là cái chiếc máy mình cầm trên tay là những cái máy mà Hoàng Hải chọn rất là kỹ, nên là mẫu máy này thì vẫn còn 96% pin. Còn nếu như các bạn nào mà mua chọn không cẩn thận thì hoàn toàn có thể là gặp những cái thời lượng pin nó kém hơn. Lúc đấy thì các bạn sẽ bắt buộc phải thay thế viên pin của mẫu máy này. Điểm đáng mừng đấy là những cái mẫu tính bảng iPad đến nhà Apple ấy, pin nó rất là tốt, nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng khoảng 6 đến 7 tiếng liên tục. Với những cái tác vụ chỉ đơn giản là lướt web như thế này thì nó vẫn cực kỳ là đơn giản và hoàn toàn có thể sử dụng được, không có điều gì phải lo lắng cả. Và mình thấy là đây vẫn là một mẫu máy cực kỳ là ngon, đặc biệt là cái dịp Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó là một mẫu máy để có thể tặng cho người thân, gia đình hoặc là bạn bè, hoặc là nếu như các bạn có con nhỏ chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể mua cái mẫu iPad này về để cho nó tập vẽ, tô màu hay chỉ đơn giản là cho nó xem hoạt hình thôi. Thì mình thấy iPad mini 2 vẫn là một sự lựa chọn cực kỳ là ngon, đặc biệt là giá nó rất rẻ, vẫn phải nhắc lại là giá nó quá rẻ. Rồi, tổng kết lại thì chiếc máy này nó sẽ phù hợp nhất cho những cái đối tượng mà người dùng cơ bản chỉ cần một thiết bị màn to, pin tốt mà thôi. Còn nó sẽ không phù hợp cho những cái bạn nào mà là bạn trẻ này, muốn sử dụng nhiều ứng dụng, muốn sử dụng thêm rất là nhiều các cái chơi game giải trí khác, hoặc là các bạn muốn có một cái thiết kế tân thời, một cái màn hình đẹp hơn hay những cái tính năng mới cập nhật iPadOS mới, thì nó sẽ không thể đáp ứng nào cho các bạn được. Tổng kết lại thì với mức giá khoảng 8,8 khoảng 1 triệu rưỡi tiền Việt Nam đồng thì mình không có bất kỳ một điều gì để chê trách về mẫu máy này cả. Nó vẫn quá là ngon lành. Giá rẻ như thế rồi thì rất khó để chúng ta đòi hỏi thêm những cái điều tốt hơn tới từ cái mẫu tính bảng cũ, tới từ nhà Apple như thế này. Còn các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại một comment ở phía dưới nha. Mình là Tùng và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.